viên đáng yêu của Hava đã đến với tiết học của cô ngày hôm nay. Trước khi vào học bài mới thì chúng mình sẽ cùng ôn tập lại bài cũ nhé. Ai cho cô biết là tiết học trước mình đã học bài gì nhỉ? À đúng rồi, chúng mình đã học bài tờ đọc Ai có lỗi đúng không nào? Trong bài Ai có lỗi thì có hai nhân vật là Enrico và Goretti. Hai bạn đã xảy ra cãi vã bởi vì làm nguệch vở, sau đó thì hai bạn còn trả thù nhẹ một chút lẫn nhau đúng không? Nhưng xong rồi khi một trong hai bạn về mách bố thì bố đã có lời khuyên là gì nhỉ? Đáng lẽ con phải là người xin lỗi bạn, vậy mà con lại giơ thước đánh bạn. Và sau cùng thì hai bạn đã nhận ra lỗi của mình và làm hòa. Cô mong rằng các con học sinh của Hava khi đi học ở trên lớp thì sẽ luôn đoàn kết nhé. Bài học của chúng mình ngày hôm nay cũng nói về một lớp học. Và ở đó các bạn học sinh đóng giả làm vai cô giáo. Bài tập đọc có tên là Cô giáo Tí Hon. Các con cùng quan sát lên màn hình bức tranh của cô. Đây là bạn nhỏ đóng giả làm cô giáo, còn đây là ba em nhỏ ngồi lắng nghe ở dưới rất là chăm chú đúng không? Cô sẽ đọc mẫu văn bản một lần nhé, các con hãy cùng theo dõi. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Cô bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh châm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh châm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng, đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiền ngọng líu, nó không kịp hai đứa lớn. Cái anh, hai má núng nính, ngồi gọn tròn như củ khoai, bao giờ cũng dành phần đọc trước. Đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một đầu. Nó mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai. À vậy thì sau khi vượt qua đọc thì đây là, các con biết đây là nhân vật bé đúng không? Đây là em Hiển. Anh và Thanh đúng không? Cái anh má núng nính ngồi gọn tròn như củ khoai đúng không nào? Đây là nhân vật cái anh. Vậy thì theo các con, bài dài như thế này thì mình sẽ chia ra làm mấy đoạn nhỉ? Bài này trong sách giáo khoa chưa có chia sẵn cho chúng mình đúng không? Mình sẽ chia ra làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ bé kẹp lại tóc cho đến cười chào cô. Đoạn 2 từ bé treo nón cho đến đàn em ríu rít đánh phân theo. Đoạn 3 từ thằng Hiển ngọng líu cho đến mân mê mớ tóc mai. Các con hãy cùng đánh dấu vào trong sách nhé. À trong bài có xuất hiện từ bắt chước đúng không? Bắt chước là gì nhỉ? Làm theo hành động của người khác. Đấy, con nhìn trên bức tranh, bức ảnh của cô này thì bạn nhỏ làm y hệt những gì mẹ bạn đang làm đúng không? Vậy thì mình phải bắt chước những hành động tốt này, như là mẹ chăm chỉ làm việc này, hoặc đúng không? Hoặc là cô giáo giảng bài rất là hay, hoặc là một bạn vẽ tranh rất là đẹp. Chứ mình không nên bắt chước những hành động xấu, ví dụ như là có một người lớn hút thuốc lá thì tuyệt đối không nên. Và bạn nhỏ nào khéo léo thì sẽ khuyên giúp cô là, ví dụ như là bố của mình, chú của mình hay ông của mình hút thì mình sẽ khuyên là bố ơi đừng hút bởi vì nó rất có hại cho sức khỏe đúng không nào? Trong bài còn có xuất hiện tên của một loại cây rất là đặc biệt, đó là cây châm bầu. Các con nhìn này, đây là hình ảnh của một rừng châm bầu các con ạ. Châm bầu thì giống như cây bàng ở miền Bắc nhưng thường mọc ở miền Nam. Đây, các bộ phận của cây châm bầu con cùng nhìn thấy trên màn hình nhé. Cây châm bầu thì ngoài tác dụng như là ở trong bài tập đọc là chị bé đã bẻ ra một cái nhánh cây để làm thước đúng không? Thì còn có tác dụng là chị run sán này, được chế biến thành các loại thuốc và được người dân Thái Lan hoặc là miền Nam của Việt Nam chúng ta rất là tin dùng. Trong bài của cô có một số câu dài, vậy thì ngắt nghỉ như thế nào đây? Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. À, vậy thì mình sẽ ngắt sau từ cô giáo. Con nhớ nhá. Mình ngắt nghỉ hơn một chút ở đấy này. Câu tiếp theo của cô. Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh châm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Vậy thì câu này mình sẽ ngắt nghỉ ở đâu là hợp lý các con nhỉ? À, mình
Mình sẽ ngắt nghỉ sau từ mắt. Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh châm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Và một đoạn nữa là gì? Một lần ngắt nghỉ nữa, mình sẽ ngắt ở đằng sau từ châm bầu, tay cầm nhánh châm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Để hiểu bài tốt hơn thì cô trò mình cùng đến với phần tìm hiểu bài nhé. Câu hỏi đầu tiên của cô đưa ra là: các bạn nhỏ trong bài chơi trò gì? Câu hỏi đầu tiên cô đưa ra hơi dễ một chút đấy. À, các bạn nhỏ chơi trò chơi lớp học. Bạn bé thì đóng vai cô giáo, còn các em của bé đóng vai học trò, đúng không các con? Đây là em Hiển, em Anh và em Thanh. Những cử chỉ nào của cô giáo bé làm em thích thú? Lúc bé chúng mình cũng đã từng chơi trò chơi này rồi, đúng không nào? Ít nhiều cũng nghĩ là sẽ có những bạn chơi rồi. Vậy thì để mà đóng đạt được vai thì cần những cái cử chỉ nào đây? À, cô đưa ra các ý như sau: bé ra vẻ người lớn, kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy nón của má đội lên đầu. Và bé bắt chước cô giáo vào lớp, đi khoan thai, treo nón, mặt tỉnh khô, đưa mắt nhìn đám học trò. Cuối cùng là bé bắt chước cô giáo dạy học, bè một nhánh châm bầu, làm thước, nhịp nhịp trên tấm bảng, đánh phần từng tiếng. Các con hãy đánh dấu vào trong sách giáo khoa nhé. À, tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của đám học trò. À, thằng Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn, đúng không nào? Bởi vì em Hiển là em bé nhất mà. Dựa vào đặc điểm mà tác giả miêu tả là cái anh hai má lúng lính, ngồi gọn tròn như củ khoai, bao giờ cũng dành phần đọc xong trước, mà cô đoán được ra trên bức tranh là em Thanh đang ngồi ở giữa đấy. Em Anh đang ngồi ở giữa. Cái Thanh mở to đôi mắt hiền dịu, nhìn tấm bảng vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai. Đây là ba hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của ba em đóng giả làm ba bạn học trò. À, và trong khi tìm hiểu bài thì mình thấy là có từ gì nhỉ? Cho như củ khoai. Thì tác giả đã lấy hai hình ảnh có nét tương tự để so sánh với nhau ạ. Đây là hình ảnh củ khoai cho đúng không này. Và đây là một hình ảnh em bé bụ bẫm đáng yêu đúng không? Hai nét này có nét tương đồng nên là tác giả đã chọn để miêu tả em Thanh và em Anh. Vậy thì sau khi tìm hiểu bài thì mình cùng nhau rút ra nội dung chính là gì nhỉ? Bài văn đã vẽ nên cho chúng ta thấy trò chơi lớp học rất sinh động, đáng yêu của bốn chị em bé khi mẹ vắng nhà. Qua đó chúng ta cũng thấy được tình yêu đối với cô giáo của bé. Chắc hẳn là phải ước mơ làm nghề cô giáo và rất thích các cô giáo nên là bạn bé mới đóng đạt được đến như vậy các con ạ. Chúng mình cùng nhau lại đọc lại một lần nữa nhé. Yêu cầu của cô đưa ra là mình hãy đọc diễn cảm đoạn 5 sau. À, trên màn hình thì cô đã in đậm những cái từ màu đỏ. Vậy thì các con khi đọc thì sẽ nhấn mạnh cho cô nhé. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhỏ làm y hệt, đám học trò đứng cả dậy khúc khích cười chào cô. Các con hãy luyện đọc đoạn này nhiều lần ở nhà để đọc thật là tốt. À, tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô có đưa lời dặn dò cho các học viên đáng yêu đắng của Hava. Đó chính là về nhà các con hãy luyện đọc bài thật trôi chảy và chuẩn bị bài học tiếp theo. Cô chào tất cả các con.